Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn biết gì không? Hà Nội vừa trải qua những ngày mùa đông giá rét và thậm chí nhiệt độ xuống tới 10 độ C. Đó, dưới 10 độ C, học sinh tiểu học được nghỉ học. Nhưng mà học sinh đại học năm thứ tư lần thứ mười mấy như mình thì lại không được nghỉ học. Đó, lý do tại sao mình rất buồn. Và thậm chí là nhiều hôm khi mình thức dậy xong mình nghĩ đến việc là lên văn phòng sao phải ngồi chết rét co ro ở trên đấy, mình cảm thấy rất là sợ hãi. Nên mình quyết định là phải tìm những cái thiết bị sưởi ấm trong mùa đông này. Các bạn biết, một trong những thiết bị mình nghĩ đến đầu tiên là gì? Đơn giản nhất đó chính là cái điều hòa hai chiều ở văn phòng. Nhưng mà khi mà mình định bật cái điều hòa hai chiều lên, mình nhớ đến cái nỗi ám ảnh là mình đã từng sử dụng điều hòa hai chiều rồi, thì mình cảm thấy là dùng lâu nó rất là khô da. Và thậm chí là mình cảm thấy ngột ngạt và khó thở nếu như ngồi trong căn phòng mà sưởi ấm bằng điều hòa hai chiều quá là lâu. Tất nhiên, mình sẽ không thể nào mà đầu hàng và chịu khuất phục, chịu rét trong mùa đông này được. Và mình đã tìm một cái giải pháp thay thế do điều hòa hai chiều, đó chính là máy sưởi. Thì tình cờ cách đây một tuần mình được trải nghiệm, thực ra mình mượn được một chiếc máy sưởi dầu đến từ thương hiệu Akono. Và sau khi sử dụng thì mình thấy rằng là ui trời ơi, đây là vị cứu tinh ấy mọi người. Và nếu như mà ai sợ cái chế độ mà kiểu sưởi ấm của điều hòa hai chiều, sợ cái sự ngột ngạt khó thở ấy, thì có thể tìm đến em này. Và lý do tại sao mà mình thích em này hơn so với điều hòa hai chiều thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video nhé. Và mình xin đưa ra 4 lý do để mình lựa chọn máy sưởi thay cho điều hòa hai chiều. Lý do đầu tiên đấy các bạn, như mình có chia sẻ thì điều hòa hai chiều mình dùng lâu mình cảm giác bị khô da, khó thở và ngột ngạt. Trong khi mình sử dụng em máy sưởi dầu Akono này thì nó khác hẳn. Cảm giác là sưởi ấm nó rất là nhẹ nhàng, dịu nhẹ và nhiệt độ lan tỏa nhanh, nhưng mà nó lại không hề bị thốc hẳn vào người. Nếu như mà trên thị trường hiện nay thì có một vài những cái thiết bị máy sưởi, ví dụ như Gia Linh có sử dụng ở nhà ấy, có kể là ui dồi ôi, mặc dù lúc đầu dùng ấy sưởi ấm rất là nhanh nhưng mà nó lại bị dùng lâu bị thốc hẳn vào người và cảm giác là nóng da, xong khó chịu, khó thở ấy. Thì mình lại nghĩ tưởng tượng ngay đến cái điều hòa hai chiều của mình, mặc dù nó không thốc hẳn vào người nhưng mà dùng lâu ấy thì nó cũng khá là gây khó thở. Bởi vì sao? Mình thấy có thể là khác nhau ở cái việc mà nó sưởi ấm như thế nào. Và chiếc máy sưởi dầu này nó sẽ khác là nó dùng cái nhiệt độ bằng việc đốt cái dầu ở bên trong này. Đó, nó sẽ không đốt oxy ở xung quanh chúng ta. Bởi vì thế nên là khi mình sử dụng mình cảm thấy là nó không bị khó thở. Và thậm chí là cái nhiệt độ tỏa ra cũng rất là dễ chịu. Ví dụ Vân Trang là một em bé mà chịu lạnh rất là giỏi, nhưng mà một hôm ấy thì em đến văn phòng và em kêu là ui dồi ôi lạnh quá không chịu được, xong cuốn đầy chăn này này. Nhưng mà khi mà mình bật cái máy sưởi này lên ở để ở dưới gầm bàn làm việc của mình, Gia Linh và Trang, thì cả ba cảm thấy cực kỳ dễ chịu luôn mọi người ạ. Không có cảm giác là quá nóng rát mà không có cảm giác là kiểu bị ngột ngạt hay khó thở. Đó là những cái lý do mà mình chia sẻ, bởi vì đây là máy sưởi dầu. Và thực tế thì mình đã test thử rồi, chỉ hơn 2 phút thôi là toàn bộ cái máy sưởi này đã ấm lên trông thấy rồi. Và cái nhiệt độ tỏa ra ấy, nó sẽ lan tỏa đều và nó không hề bị thốc thẳng vào người. Cũng như là cái diện tích phạm vi lan tỏa ấy, nó cũng có thể lên tới 25m2. Nhưng rất là dễ chịu nha mọi người. Cái này nó sẽ không phải là làm nóng, làm khó chịu, mà nó là làm ấm, nó là sưởi ấm thật sự ấy. Nó là cái điểm mà mình thích nhất. Điểm thứ hai là em này tính linh hoạt, di động cực kỳ cao. Nếu như mà điều hòa hai chiều các bạn không thể mà tháo dỡ xong bê từ phòng này sang phòng kia, nhưng em này thì khác, các bạn có thể bê lung tung bất cứ nơi đâu trong căn phòng. Mình có thể di từ đầu phòng đến cuối phòng, và mình để từ cuối phòng để mình hưởng cái nhiệt độ ấm ở giữa phòng cũng được luôn. Đó, bởi vì em này có thiết kế là 4 bánh xe lăn 360 độ, có thể dễ dàng kéo này, nôi này, mình có thể kéo ra tận thang máy và kéo lên tầng trên, tầng dưới studio cũng được luôn đó mọi người. Điểm thứ ba, các bạn ạ, điều hòa hai chiều thì chỉ có khả năng làm ấm, làm lạnh. Thế còn cái này, nó còn nhiều hơn thế nữa. Em máy sưởi này thì sẽ có nhiều cái chức năng khác, ví dụ là một cái giá phơi đồ để sưởi ấm. Khi mà mua về các bạn sẽ được tặng ngay một cái giá treo đồ như thế này. Và cái này mình thấy ứng dụng cực kỳ hợp cho những nhà nào mà có đặc biệt trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nha. Bởi vì là các bé khi mà tắm xong ấy thì thường sẽ cần quần áo ấm luôn để mặc, để tránh những cái trường hợp như kiểu mùa đông này sẽ bị kiểu bị viêm phế quản, viêm họng vân vân, đúng không? Đó. Thì em này với cái giá ở trên này hấp thụ nhiệt cũng rất là tốt, các bạn có thể treo đồ lên trên này làm ấm. Và nếu như bạn nào mà sợ khô da thì chúng ta có thể đổ nước vào đây. Và nếu như các bạn mà muốn cả căn phòng nó sẽ thơm thoang thoảng ấy, thì có thể nhỏ vào đây một vài giọt tinh dầu nữa, rất tiện đúng không mọi người. Lúc đầu thì mình nghĩ rằng là ôi trời ơi, tại sao cái hộp đựng nước này nó lại bằng nhựa, không sợ nó bị chảy hay bị nóng hay gì ư? Nhưng không,
mình để vào đây sử dụng hoàn toàn bình thường, bởi vì cái nhiệt độ ấy là khoảng 45 độ C là tối đa, nó cũng không thể có khả năng là làm tan chảy cái nhựa này mọi người ạ. Và điểm thứ tư khiến cho mình lựa chọn máy sưởi thay vì điều hòa hai chiều đó chính là về giá thành. Thực ra thì nhà nào ấy mà đang sử dụng điều hòa một chiều mà muốn thêm một cái thiết bị sưởi, mọi người sẽ phân vân là mua máy sưởi hay là mua điều hòa hai chiều thêm tính năng sưởi ấm. Nhưng mà việc mà chuyển sang sử dụng điều hòa hai chiều ấy thì chi phí của nó khá là cao, gấp mấy lần so với việc bạn bỏ ra một khoản tiền chỉ có hơn 1 triệu thôi để mua một chiếc máy sưởi dầu như thương hiệu Akono này này, thì mình nghĩ là nó sẽ tiện hơn. Và trong cái quá trình sử dụng ấy thì mình thấy em này cực kỳ dễ dùng, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Cụ thể là em này sẽ được trang bị một cái màn hình LED hiển thị và các bạn có thể điều khiển đầy đủ ở trên này luôn. Và nếu như trên thị trường hiện nay chúng ta thấy là có rất nhiều máy sưởi sử dụng điều khiển là những cái phím vật lý này, dùng lâu nó có thể bào mòn hay hỏng hóc. Và đặc biệt ý, thì cái màn hình LED này nó có cái thiết kế rất là dễ dùng, bởi vì là những nút cảm ứng điều khiển này này nó chỉ là những ký hiệu thôi, là phụ huynh hoặc người cao tuổi chúng ta nhìn vào đây đều có thể dễ dàng sử dụng được luôn. Đó, nhiệt độ thì có thể điều chỉnh tối đa lên tới 45 độ và có hiện luôn là 45 độ C này, cũng như là đấy, màn hình LED dễ nhìn trực quan. Chúng ta có thể thêm cái tính năng là hẹn giờ tắt lên tới 9 giờ để mà sưởi ấm, rất tiện đúng không mọi người? Nói chung là nhìn cái màn hình LED này cùng với các phím cảm ứng ấy, một lần thôi là dùng được tuốt á. Không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng, mình thề với các bạn. Còn nữa, nếu như mà bạn nào ấy khi mà chui vào chăn rồi xong rồi ngại phải thò chân xuống giường để mà chạy ra bấm bấm cảm ứng ấy, thì có thể hoàn toàn yên tâm. Có thêm một cái điều khiển, các bạn có thể điều khiển từ xa, rất tiện, đầy đủ chức năng. Đó, các bạn nhìn đi, nhiệt độ này, thời gian này, vân vân mây mây, tắt bật, đó, tiện đúng không nào? Và một cái điểm nữa khi mà chúng ta sử dụng máy sưởi, thường thì mọi người sẽ lo về cái độ an toàn của nó, cháy nổ này, cũng như là hỏng hóc hoặc là đổ vỡ rơi rất các kiểu này đúng không? Em này có một cái cảm biến nhiệt thông minh, đó chính là sẽ tự ngắt khi mà máy bị đổ hoặc là nhiệt độ quá cao. Thực tế mình chưa bao giờ sử dụng đến quá nhiệt cả, bởi vì là nhiệt độ mình sưởi chỉ khoảng tầm là 38 đến 39 độ thôi, và lên tới 45 độ vừa rồi thì mình có dùng 15-20 phút ấy cũng chưa thấy vấn đề gì. Nhưng mà để mà test thử cái cảm biến nhiệt khi mà đổ máy xem như thế nào nhá, mình sẽ test trực tiếp cho các bạn xem. Con không bật được luôn mọi người ạ. Bình thường cảm ứng này sẽ bật được nút nha, bây giờ là chúng ta sẽ không bật được luôn. Bây giờ mình sẽ nhấc thử lên. Đó, chuyển sang chế độ off rồi và mình sử dụng như bình thường luôn. Thông minh. Và nếu như bạn nào quan tâm máy sưởi này có tốn điện hay không ấy, thì thực tế công suất của em này sẽ là 2500W. Và nếu như mà mình dùng ấy thì mình nghĩ rằng sẽ chỉ sưởi ấm một cái kiểu diện tích cục bộ thôi, nó sẽ không phải là toàn bộ diện tích ở trong phòng nhiều, cũng như là mình chỉ dùng khoảng tầm 1-2 tiếng một ngày thì mình nghĩ là nó sẽ tiết kiệm hơn so với cả một chiếc điều hòa hai chiều. Đấy là tùy theo mục đích sử dụng của mình nha. Đó, và cuối cùng ấy phải nói rằng là thiết kế của em này với 11 thanh sưởi nó không phải là vấn đề, mà vấn đề là em này có màu trắng, nhìn trông nó rất là hiện đại và sang trọng, phù hợp với mọi không gian sống. Và đặc biệt là em này toàn bộ được sơn tĩnh điện là rất là dễ vệ sinh và lau chùi nha các bạn. Và sau 7 ngày sử dụng chiếc máy sưởi dầu Akono này thì mình nhận ra rằng đây là một cái giải pháp thay thế cho những ai mà sợ điều hòa hai chiều như mình các bạn ạ. Và thậm chí thì đây là một cái sản phẩm mà cực kỳ phù hợp cho những gia đình nào mà có người cao tuổi hoặc là trẻ nhỏ, bởi vì em này có đa chức năng. Thứ nhất là có thể là có một cái giá tích hợp để treo đồ, sưởi ấm quần áo, cũng như là tích hợp luôn cả cái đèn sưởi tinh dầu á, thoang thoảng thơm bốc phòng. Và máy sưởi này thì sẽ dùng lâu không hề cảm giác khô da hay là khó chịu ngạt thở, cũng như là tính di động cực kỳ cao và mức giá thành chỉ có hơn 1 triệu thôi. Và nếu như mà bạn nào mà vẫn còn lo ngại về vấn đề là cháy nổ hoặc là bỏng rát ý, thì mọi người có thể yên tâm là em này có cảm biến thông minh này, tự ngắt khi mà đổ hay là quá nhiệt. Còn nếu như mà sợ bị bỏng thì tốt nhất là nên tránh xa tầm tay của trẻ em, cũng như là để cái nhiệt độ sưởi là khoảng tầm 38-37 độ thì mình nghĩ là cũng không đến mức đâu. Còn 45 độ như mình ý, có test sượt qua ý, thì nó cũng hơi rát và giật mình đấy nha. Đây cũng có thể là một cái món quà rất là thiết thực trong cái mùa đông cũng như là dịp lễ Tết đang đến gần, nên các bạn có thể tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.